Thưa quý vị, Cát Linh đang có mặt tại Thư viện Parkway Philadelphia Library để gặp gỡ và phỏng vấn anh Nguyễn Thanh Việt, một người Mỹ gốc Việt vừa đoạt giải thưởng danh giá của Mỹ The Pulitzer với cuốn tiểu thuyết The Sympathizer, tạm gọi là Cảm tình viên. Thì ngày hôm nay anh ra mắt sách ở Thư viện Parkway Library Philadelphia. Cát Linh sẽ gửi đến quý vị buổi gặp gỡ, trò chuyện và nghe anh chia sẻ một số vấn đề về cái tác phẩm đầu tay của mình. Thư viện Parkway Central Library Philadelphia vào đêm thứ Ba 19 tháng 4 là nơi diễn ra buổi giới thiệu The Sympathizer, còn gọi là Cảm tình viên, tiểu thuyết của nhà văn Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt vừa đoạt giải Pulitzer, giải thưởng văn chương danh giá của Mỹ. Vì sao tác giả chọn The Sympathizer, tác phẩm đầu tiên của mình mang loại hình tình báo trinh thám? Ông cho biết: Well, I wanted to write a novel that would be a spy novel and a historical novel that would be entertaining for readers, but would also touch on all these kinds of political issues that have been really important to the Vietnamese people in Vietnam and overseas because of the war. And a sympathizer who was caught between sides, between communism and anti-communism, America and Vietnam, was the perfect subject for that. The Sympathizer là tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Thanh Việt, kể lại câu chuyện của một điệp viên cộng sản nằm vùng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cuộc chiến nội tâm của một người sống giữa hai nền văn hóa, hai chế độ, hai đất nước và đương nhiên là hai suy nghĩ. Những nhân vật trong câu chuyện và bối cảnh của câu chuyện là có thật hay hư cấu? They're from my imagination, but they're based on many kinds of historical people that I've read about. So this trio of Mutton, Bone and the narrator are inspired by history. Một nhà văn Mỹ gốc Việt với tác phẩm đoạt giải văn chương danh giá Pulitzer nói về nội tâm của những con người thuộc hai chế độ, hai quốc gia ở thời kỳ hậu chiến đã gây tiếng vang lớn. Những người tham dự buổi ra mắt sách tại Parkway Central Library đã nói lên The Sympathizer thu hút sự quan tâm của độc giả người Mỹ như thế nào. Và hơn tất cả, đây là niềm tự hào của người Việt trong và ngoài nước. Chính vì vậy, một tác phẩm được chuyển ngữ sang tiếng Việt là điều mà nhà văn Nguyễn Thanh Việt quyết định thực hiện. I've signed a contract with Nhã Nam Publishing in Hanoi. And the clause in the contract that's important to me says that if it's censored in any way, I get to have my translation back. Because the book, I won't allow it to be censored in any way, because that would defeat the purpose of the novel, which is to tell the truth about what's happened to Vietnamese people in Vietnam and outside of it. Chia sẻ với người Việt Nam về giải thưởng Pulitzer danh giá này, ông nói: Thank you and hello to Vietnamese people in Vietnam. It's a real honor and pleasure to know that the recognition that my novel has received has been meaningful to Vietnamese people. That's always been one of my deepest wishes, that this novel could be important to readers in Vietnam. I hope one day it will be translated completely as it is, so you will see the entirety of this story and what it has to say about Vietnamese history. Thank you. Thưa quý vị, The Sympathizer của Nguyễn Thanh Việt đoạt giải thưởng văn học danh giá Pulitzer. Có thể thấy rằng cuộc chiến Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa bao giờ bị quên lãng, nhất là đối với những người sinh ra ở Việt Nam và lớn lên thành công ở Mỹ, đặc biệt hơn đối với chính người Mỹ. Cát Linh tường trình từ Philadelphia.